Xin trở lại với phần tin trong nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ quan nước ngoài Fosco đã tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực, đoàn kết sáng tạo, Fosco đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, từng bước đi lên, khẳng định được uy tín trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại và ngoại giao nhân dân, được Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng các loại hình dịch vụ cho các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các văn phòng đại diện kinh tế nước ngoài. Công ty đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhì và nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, cờ thi đua chính phủ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chúc mừng và tin tưởng trong chặng đường tiếp theo, tập thể lãnh đạo và người lao động công ty sẽ phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục xây dựng Fosco trở thành một thương hiệu, một đơn vị uy tín trong cung ứng dịch vụ tốt nhất cho các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại thành phố và các tỉnh thành phía Nam, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng khách hàng và nhu cầu thị hiếu thị trường hiện nay, đóng góp xứng đáng vào hoạt động đối ngoại chung của thành phố và cả nước trong giai đoạn hội nhập và phát triển.